quý độc giả của Nghe Nhìn Audio, và Thu Hà rất vui khi được gặp lại quý độc giả trong video bản tin ngày hôm nay để chúng ta sẽ cùng nhau đến với những tin tức audio mới nhất trong tuần vừa qua nhé. Mở đầu bản tin thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với mẫu đầu streaming dark dưới 10.000 đô MineMA3 sở hữu rất nhiều công nghệ đỉnh. MineMA3 là đầu dark tích hợp tính năng streaming toàn diện, cho phép phát nhạc trực tuyến từ các dịch vụ Tidal, QRPod, có hỗ trợ file mã hóa MQA và tương thích Rune Ready Endpoint. Với công nghệ giải mã thì MineMA3 thừa hưởng những kỹ thuật digital audio hàng đầu của EMM Plus. Đầu streaming DAC này trang bị bộ giải mã có kết cấu VSI 2 kênh độc lập, xử lý tín hiệu ở mức 16 DSD. Mạch giải mã này được phát triển bởi chính EMM Plus thay vì sử dụng những chip DAC rời. Trước khi đưa đến mạch giải mã, tín hiệu digital audio sẽ được xử lý upsampling bởi công nghệ DSP MDAT2, cũng do các kỹ sư âm thanh EMM Plus thiết kế. Mạch upsampling này chuyển đổi và nâng tần số mẫu tín hiệu digital đầu vào lên mức 16 DSD, đồng thời đảm bảo đúng thời gian thực. Ngoài ra, các mẫu nhiễu jitter trong quá trình chuyển đổi tín hiệu cũng sẽ được tối ưu bằng công nghệ EMFast sử dụng bộ clock MCLK2 do nội bộ hãng phát triển. Thiết kế ngoài của MineMA3 khá nhỏ gọn, mỏng chỉ 92mm, nhưng vẫn được trang bị màn hình hiển thị khá đầy đủ thông tin như ngõ vào, tần số lấy mẫu, thông tin track nhạc đang stream và volume. Đầu giải mã 16 DSD tích hợp streaming MineMA3 sẽ có mặt vào tháng sau với mức giá là 9.500 đô. Mới đây thì anh Duy Audio đã cho ra mắt bộ sản phẩm Limited Edition để kỷ niệm 10 năm thành lập thương hiệu Denon. Anh Duy Audio vừa chính thức giới thiệu bộ sản phẩm đặc biệt kỷ niệm 110 năm thành lập thương hiệu Denon tại showroom 170 Ung Văn Khiêm, phường 25 Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Ba trong số bộ sản phẩm này gồm có receiver xem phim AVC A110, âm ly tích hợp BMA A110 và đầu đọc SACD DCD A110 được anh Duy Audio phối ghép trình diễn. Riêng đầu kim cartridge DL A110 hiện vẫn chưa về đến Việt Nam. Một thiết bị trong loạt sản phẩm kỷ niệm sở hữu phiên bản vỏ máy màu bạc trì Silver Graphite rất đặc biệt, kết hợp với logo 110 Anniversary ở mặt trước và được tối ưu tỉ mỉ bởi những kỹ sư âm thanh bậc thầy của Denon. Denon AVC A110 có tất cả 13.2 kênh, hỗ trợ hình ảnh 8K, được thiết kế tái tạo những trải nghiệm dạp hát tại gia vô cùng ấn tượng, kết hợp tất cả những công nghệ surround 3D mới nhất như Dolby Atmos, DTS:X, DTS:X Pro, IMAX Enhanced, Aura 3D. BMA A110 được xem là một trong những thiết kế âm ly tích hợp DAC cao cấp nhất của hãng, được cung cấp sức mạnh bởi công nghệ khuếch đại dòng cao Ultra High Current thế hệ thứ 7, một kỹ thuật độc quyền của Denon. Âm ly cho phép công suất là 80W trên kênh ở mức trở kháng 8 ohm với năng lượng cực kỳ sạch cho mỗi kênh. Không chỉ mang đến khả năng chơi nhạc tốt nhất từ đĩa CD và Super Audio CD, Denon DCD A110 cho phép phát tất cả các file nhạc số độ phân giải tối đa lên tới BCM 192kHz 24bit và cả DSD, được lưu trữ trên các phôi đĩa DVD RAW và DVD RAW trên RAW. Đầu đọc này được trang bị mạch DAC dùng 4 chip Brawl PCM1795, giải mã lượng lớn dữ liệu data từ engine xử lý Ultra AL32, chạy trên nền tảng chip FPGA Intel Cyclone 10. Mới đây thì ca sĩ Bằng Kiều đã cho ra mắt đĩa than mới của mình mang tên là Mùa Thu Du Em, với giới hạn là 1.000 bản. Bằng Kiều cho biết là 8 bài hát trong album này được anh chọn lọc và biên tập từ hơn 50 bản thu. Và trong album này, cá nhân anh thích nhất 2 bài là Quên Đi Tình Yêu Cũ và Cơn Mưa Phùn. Album Mùa Thu Du Em của Bằng Kiều được phát hành trên đĩa LP 33 vòng với 8 bài hát chọn lọc từ những tác phẩm của hai nhạc sĩ Trịnh Nam Sơn và Đức Huy. Đây là đĩa than đầu tiên của ca sĩ Bằng Kiều được phối khí và thu âm tại Việt Nam. Nhạc sĩ Quốc Bảo đảm nhiệm phần hòa âm. Ca sĩ Bằng Kiều đã thể hiện 8 bài hát theo phong cách mới, khác biệt với những bài hát trước đó anh từng biểu diễn. Giọng ca gạo cội dường như không cần cố gắng gì nhiều để làm mới một bài hát, khi có 2 bài trong đĩa với phần nhạc chỉ là một cây guitar do Vĩnh Tâm đệm mà vẫn hút hồn người nghe từ đầu tới cuối. Đây là một sản phẩm do 5 sao Media sản xuất và kỳ vọng sẽ là một đĩa than có chất lượng, độ chi tiết và rõ ràng trong từng bài hát, cũng như nhạc tính của các nhạc cụ được cố gắng ghi âm một cách trung thực, không thêm bớt. Hy vọng sẽ được giới yêu nhạc sành điệu và các audio file yêu thích. Với mức giá 1.700 đô thì mẫu tai nghe Fostech TH900 Mark II phiên bản giới hạn Print White thu hút người sưu tầm.
Đúng với nguồn gốc xuất xứ của chúng, Year Cup của TH 900 Mark II được hoàn thiện bằng sơn mài urushi truyền thống của Nhật Bản. Lớp sơn mài được thiết kế và chế tác bởi một nhóm nghệ nhân mang đến cho mỗi bộ TH 900 Mark II Blue White một vẻ ngoài độc đáo cùng chất lượng hoàn thiện cao. Hai chụp tai bên ngoài Year Cup màu đỏ nổi tiếng của TH 900 Mark II đã được thay thế bằng màu trắng ngọc trai đẹp mắt, đồng thời vẫn có chất liệu sơn mài Nhật Bản chính thống đặc trưng của Fortex. Ngoài ra, biểu tượng Fortex trên một trong hai chiếc cắp đã được hoàn thiện lại bằng vàng tinh luyện, giống như các phiên bản giới hạn trước đây của hãng từng tạo ra. TH 900 Mark II Pearl White cũng được điều chỉnh để hiệu suất của nó vượt trội hơn so với mẫu thông thường. Để sở hữu tai nghe phiên bản đặc biệt Fortex TH 900 Mark II Pearl White là điều không hề dễ dàng, ngoài việc phải chi đến 1.700 đô. Nhưng vì là món đồ có giá trị sưu tầm cao nên bạn sẽ phải tìm được một suất pre-order còn trống mới chắc chắn có được cơ hội sở hữu tai nghe này. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một thông tin khá là vui. Mới đây thì những người dùng Tidal đã được tặng hàng triệu bài hát chất lượng cao MQA. Sau khi số lượng người dùng MQA trên Tidal tăng gấp đôi kể từ năm 2019 và người dùng cũng đang có xu hướng nghe nhiều bản nhạc Master Quality hơn 40% so với năm ngoái, Tidal vừa thêm hàng triệu bản nhạc MQA từ Warner Music Group. Từ nguồn nhạc Hi-Res MQA của Warner Music Group, giờ đây thì mục Tidal Master được bổ sung các album mang tính biểu tượng của các nghệ sĩ như Dua Lipa, The Notorious B.I.G., Missy Elliott, LCD Sound System, Madonna, Muse, Mastodon. Ngoài việc thêm hàng triệu bản nhạc Master, Tidal đã thêm phiên bản Master Edition vào hai nhóm kênh Artist Radio và Track Radio, một hình thức nhóm playlist theo ca sĩ và bài hát cùng định dạng độ phân giải cao MQA. Tidal cũng đang bổ sung một danh sách phát nhạc mới được cá nhân hóa với âm thanh chất lượng tốt nhất dựa trên thói quen của người dùng. Cuối cùng thì tính năng Connect của Tidal cho phép bạn stream nhạc Hi-Fi trực tiếp đến các thiết bị được kết nối như Bluesound, Cambridge Audio, Dally, Kev, iFi Audio, Lindorf, Monitor, NAT và Name Audio. Như vậy là vừa rồi Thu Hà cùng với quý độc giả của Nghe Nhìn Audio đã điểm qua những tin tức audio mới nhất trong tuần vừa qua. Và quý độc giả cảm thấy ấn tượng với tin tức nào nhất thì hãy cùng để lại ý kiến ở phía dưới nhé. Và đừng quên, nếu như quý độc giả có bất kỳ những thông tin nào muốn Thu Hà chia sẻ chi tiết thì cũng comment bên dưới để chúng ta sẽ cùng nhau hẹn gặp lại trong video tiếp theo. Còn bây giờ thì bye bye!